Xin chào cô chú, anh chị và các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố Bắc Ninh để tiến hành trồng cái cây trà là ăn quả Ba Hy, cây nuôi cây mô nhập khẩu trực tiếp từ bên Thái Lan về cho nhà cô Thủy tại thành phố Bắc Ninh. Cây thì rất là to đẹp các nhé, lóng khoảng tầm 1m7, 1m8, chiều cao tổng thể của cây ra khoảng tầm 4m rưỡi. Đấy, đường kính gốc ra khoảng tầm 70-80 phân. Dòng trà là ăn quả Ba Hy, cây ruồi cây mô. Sau khoảng tầm tháng 2 năm sau là cây nó sẽ ra hoa và đậu quả cái lứa mới. Đến khoảng tầm tháng 6, tháng 7 là các bạn có thể thu hoạch được quả rồi. Bên mình thì có cung cấp cho rất nhiều các đại lý và khách hàng trên toàn quốc, đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đấy, để mình quay chi tiết cho bạn cái cây. Cây này ngoài ăn quả ra, các bạn có thể lựa chọn trồng làm cảnh quan khuôn viên sân vườn. Rất là đẹp nhé, quả khi chín là có màu vàng tươi. Mỗi lứa quả thì có thể cho thu hoạch khoảng từ 8 đến 12 buồng quả. Cây trà là thì nó có sức sống rất tốt, nó có khả năng chịu nắng nóng và chịu được cả cái điều kiện đất đai ngập mặn nhé. Khu vực ngập mặn thì các bạn cũng có thể lựa chọn trồng cái giống cây trà này. Đây, cái này thì mình sẽ trồng tại cạnh cái bể cá koi này. Có còn vướng cái kia đấy. Cây rất là to các bạn này. Nuôi cây mô. Hiện nay thì bên mình có cung cấp cả quả tươi về cho các đại lý tại Việt Nam. Thì hiện nay ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì loại Ba Hy quả vàng các đại lý đang bán với giá là 300.000 đồng trên một quả tươi. Đấy, các bạn lựa chọn trồng cảnh quan rất là đẹp nhé. Cạnh những bể cá koi này, sau ngoài cây nó xòe tán ra sẽ rất là đẹp. Cây này thì trước đó nó cũng đã ra rất nhiều cái buồng quả rồi. Đấy, vẫn còn những cái cuống quả trên cây các bạn. Đây, đây là cái vị trí của những cái buồng quả cũ nhé. Bạn ơi, nhấp cao lên một xíu, nhấp cao lên một xíu. Đường kính thân, đường kính thân khoảng tầm 70-80 phân. Rồi, vào nữa đi. Cây trà là sau khi bên mình trồng hoàn thiện và đã rỡ tán ra. Đấy, rất là to bạn nhé. Chiều dài lóng thì nó khoảng tầm 1m8-2m và chiều cao tổng thể của cây khoảng tầm gần 5m. Đấy, cái đường kính gốc khoảng tầm 70-80 phân. Ôm người trưởng thành không hết các bạn nhé. Đây là những cái vị trí cũ mà cây đã ra cái nước quả. Sau khi thu hoạch thì nó sẽ để lại những cái cuống quả như thế này. Trung bình mỗi vụ quả thì khoảng tầm 8 đến 12 buồng quả tùy theo cái chế độ chăm sóc của các bạn. Trung bình mỗi buồng quả thì sẽ cho thu hoạch vào khoảng tầm 5 đến 6 kg một buồng quả các bạn nhé. Đấy, quả thì nó sẽ mọc từ những cái bẹ tàu lá mọc ra. Thời gian ra hoa vào khoảng tầm tháng 2 hàng năm. Quả trà là thì ăn rất là giòn và ngọt. Hiện nay thì cái giống cây trà là này cũng được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn biệt thự. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Cây thì có tuổi thọ cao, rất là dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với khí hậu Ba miền Việt Nam. Đây là những cái quả trà là khi chín nữa nhé. Khi chín thì có màu vàng tươi, ruột bên trong thì chỉ có một hạt duy nhất thôi. Ăn thì có cái độ giòn, vị ngọt, rất là thơm ngon. Hiện nay thì giá thành trên thị trường nó dao động tầm 300.000 đồng trên 1kg quả tươi nữa nhé. Nhà vườn Ngọc Lâm nhập khẩu số lượng lớn cái giống cây trà là này từ Việt Nam để cung cấp cho các đại lý và khách hàng trên toàn quốc. Có đầy đủ các kích thước chủng loại cây khác nhau, từ cây giống đến cây trưởng thành, vườn nhà mình đều có bạn nhé. Tất cả những cây này thì đều được nhân giống từ phương pháp nuôi cây mô, được tuyển chọn từ những cây bố mẹ mà có cái năng suất cũng như cái chất lượng tốt nhất. Đấy, các bạn mà có nhu cầu cần tư vấn về giống cây trà lá ăn quả thì có thể liên hệ trực tiếp tới vườn nhà mình qua số điện thoại hotline Zalo là 09
2 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây quả ngoại nhập. Và nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.